Anh hùng lực lượng vũ trang, đại tá tình báo Tư Can còn là nhà văn. Ông viết nhiều tác phẩm về cuộc chiến mà chính mình trải qua. Là cụm trưởng cụm tình báo H-63, chính ủy lữ đoàn 316 đặc công biệt động, mở đường tiến đánh Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Những chiến công ấy in đậm vào ký ức một con người đã dành cả thời tuổi trẻ đấu tranh vì độc lập dân tộc. Ta, tay mắt sáng tỏ, đầu óc phán đoán chính xác, chân tay hành động kịp thời thì ta nhất định thắng địch. Đó là nguyên văn hay câu của Bác Hồ đánh giá về tình báo. Nó là tay mắt đánh giặc mà từ hồi xưa Tôn Tử đã nói rồi, tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng. Nghĩa là nếu không có tình báo làm sao quấn giặc, mà quả thật như vậy. Ví dụ như thời Mỹ, mình có cái trinh sát kỹ thuật rất giỏi. Mỹ nó muốn thả bom ở đâu, ngày mai nó thả bom đâu thì tình báo phải cung cấp cho đảng, cho trung ương để biết đưa tên lửa. Ta vũ khí đâu có nhiều nhưng mà tập trung có điểm và cho dân di tản. Ví dụ vậy thôi. Gần 100 mùa xuân rồi, ông vẫn ăn ngon, ngủ tốt. Sáng sáng, kiểu gì cũng có khách đến thăm. Lâu lâu đọc lại mấy cuốn nhật ký, mỗi lần đọc là mỗi lần ông hồi tưởng lại thời chinh chiến năm xưa. Đây là con của ông Bảy Phi Công. Không thể ở Củ Chi, Bến Cát chỉ đạo vô nữa, mình trực tiếp vô thành. Thì ban ngày đi làm kế toán cho cái hãng Ocoret ở đường Nguyễn Huệ bây giờ đó. Hồi đó kêu bằng hãng tax. Rồi tối thì giảng bài cho tụi về tiếng Anh, tiếng Pháp, gia sư. Thầy giáo. Mà mình tiếp cận những cái thông tin tình báo quan trọng thì bằng cách nào? Thì căn bản là Phạm Xuất Ẩn. Phạm Xuất Ẩn với cô Tấm Thảo. Những người cô Tấm Thảo thì làm thư ký cho thiếu tá tình báo Hải quân Mỹ. Còn Phạm Xuất Ẩn nó là nhà báo. Nhà báo được giao du các nơi lấy tin tức tài liệu quan trọng. Thì, chứ còn tôi là nhiệm vụ là chuyển. Công trưởng là làm sao có giao thông, có tài liệu chuyển về tới trung ương, trung ương có cái gì chuyển xuống, đó là trách nhiệm chính của tôi. Có khi nào mà đang làm việc mà sẽ bị lộ không bác, mà phát được không bác? Nhiều lần, nhưng mà nói chung là anh em chiến đấu rất dũng cảm. Cộng của tôi là 45 người, trừ ba điệp viên trong thành ra thì ở ngoài mấy người, nhưng mà hy sinh hết 27, bị thương 13. Tôi giờ cũng thương binh hàng ngày, quấn với Mỹ mà ở Củ Chi với Bến Cát là khỏi bị thương được. Phía sau những vinh dự này là xương máu của biết bao đồng đội đã không được chứng kiến ngày non sông thống nhất. Cá nhân ông chưa bao giờ thôi nghĩ về họ. Những con người dũng cảm nhất mà mình từng được kề vai chiến đấu, sống trọn tuổi trẻ vì Tổ quốc. Cảm xúc là mình nhớ tới các chiến sĩ, thì nhớ tới những cái đồng bào mà họ che chở cho tình báo, cho biệt động ở trong thành, rất là thương. Nhiều người bị tra tấn, hy sinh đó. Nói chung là rất là vui mừng trong ngày giải phóng, gặp lại gia đình, gặp lại bè bạn, nhưng mà phải nhớ tới đồng đội, nhớ tới những đồng bào hy sinh cho mình và biết ơn những người đó. Ông như đồng đội mình nó bị bắt ở trong thành hai người nhưng mà không bao giờ khai tới mình. Câu chuyện lịch sử đầy thú vị về những chiến công của lực lượng tình báo gắn với đại thắng mùa xuân năm 1975 luôn bị các bởi khách tìm đến. Rồi ông cũng nhớ để tiếp câu chuyện dang dở. Chúng ta quánh đợt 1 là 31 tháng 1 tháng 8 thì mình chuẩn bị mở đợt 2. Cái đồng chí Nguyễn Thế Truyện là chỉ huy cái cánh Bắc bị pháo nó bắn chết. Pháo bắn chết và hy sinh tại Bình Mỹ, Củ Chi. Thì như vậy là thằng phó tướng Trung tá Trần Văn Đắc từ Tấm Hà nó ra nó đầu hàng. Trước cái cảnh nó ra đầu hàng thì tôi đang ở tại Long Nguyên. Nghĩa là ở trên chỉ thị xuống ông Tư Can sẽ vô lấy cái bản
bản sao, bản khai của cái thằng đó, coi nó khai những gì, coi chúng ta đánh được nữa hay không và đánh như thế nào. Thì vậy đó, tôi do nhà cơ sở ở Mỹ Phước ra đường 13, bản đồ thành phố đi ra gặp Hàm Xuân Ẩn và lấy được cái bản khai đó, nghe không? Lấy được cái bản khai trong cái dinh của thằng tỉnh trưởng gia đình này, có thằng giữ hồ sơ là nó cung cấp cho tụi này cái bản mà nó dặn thì là tuyệt mật, các anh chỉ coi 10 phút rồi trả lại tôi. Nói đâu anh chụp hình cái rồi đưa về trên. Nhưng mà chưa thỏa mãn với cái đó, tôi nói Phạm Ẩn anh lên với công ty Năng Tan chỗ mà lầu 3 tụi tình báo quốc tế nó hay ở đó, anh coi cái vụ thằng trung tá này ra đầu hàng nó ảnh hưởng gì. Thì nó xuống, Phạm Ẩn nghe hơi xuống nói may quá, có cái tin này hay anh được, là thằng Johnson rất sợ chúng ta mở được hai. Nó nói lộ ra một cái ý, tức là quánh đợt một thì đã xáo động bên Mỹ rồi, nó quánh đợt hai nữa chỉ còn rút quân thôi. Tôi viết cái báo cáo về, đây là cái bản cung của thằng đó. Và một cái tin quan trọng là nếu chúng ta mở đợt hai thì giặc chỉ còn thương lượng rút quân theo lời thằng Tổng thống. Thì tôi, Nguyễn Tạo, thiếu tá đang ở trong thành, tôi đề nghị các anh nếu đã chuẩn bị sẵn, chấp nhận hy sinh, quấn một đợt này. Thì khi báo cáo tôi về, hội nghị trên cũng đang ngồi bàn bạc tranh luận, coi thằng trung tá nó đang đầu nó khai hết rồi làm sao. Thì họ ngã theo là quấn đợt hai. 4 tháng 5 chúng ta mở đợt hai. Mở đợt hai thì bên đó nó cách chức quét nó lên, rồi nó bắt liên qua Lào, nó bắt liên lạc với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để đi vào thương lượng hai bên, dẫn tới 4 bên và Mỹ cúc, Ngụy Nhào. Thành chiến công của người tình báo là chỗ